Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả PC của Legami. Cơn sốt Fortnite thì có lẽ là vẫn chưa hề lắng xuống đúng không nào? Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang tin vui đến cho các bạn đây. Đó là Call of Duty phiên bản mới nhất, phiên bản World War 2 đã có bản Global Beta, và bản Global Beta này được phát hành hoàn toàn miễn phí cho các game thủ PC có thể download về và chơi được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn download cái bản Global Beta của Call of Duty World War 2 về để chơi nhé. Đây là bản thử nghiệm của game này và nó được phát hoàn toàn miễn phí. Rồi, bây giờ thì đầu tiên các bạn hãy mở cái nick Steam của các bạn lên nhé. Cái Steam á, cái giao diện Steam của các bạn á. Steam này thì về cái phần Steam đấy thì mình đã có một video hướng dẫn các bạn download, cài đặt cũng như là đăng ký rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa. Và những bạn nào mà chưa có nick Steam thì các bạn hãy xem cái video đó của mình nhé. Cái video đó mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn hãy vào và coi để đăng ký một nick Steam về chơi nhé. Thì với những bạn đã có nick Steam rồi ấy, thì các bạn hãy mở cái giao diện Steam của các bạn lên đây này. Sau đó các bạn chọn vào cái phần Story này cho mình nhé. Đây này, Story như là Store ấy, cửa hàng á, ấn vào đó. Đây chính là cửa hàng game, thế nào Store. Trên đây thì các bạn hãy quan tâm đến cái phần đó là Search the Store ở đây. Các bạn click vào và gõ chữ Call of Duty. Đây mình mới chỉ gõ đến chữ Call of thôi là nó hiện luôn ra Call of Duty World War 2 rồi này các bạn. Các bạn hãy click vào cái phần Call of Duty World War 2 nhé, giá 60 đô này, thấy chưa nào? Click vào nó nhé. Rồi, ở đây thì mình sẽ nói một chút về cái chỗ này. Cái chỗ này một số bạn mới xài Steam thì cũng khá là bỡ ngỡ này. Thì ở đây, đây cái phần nói chung là các bạn phải điền tuổi các bạn vào. Thì một số game trong Steam nó có giới hạn về độ tuổi. Cho nên là các bạn tốt nhất là các bạn khai báo cái tên của các bạn sao cho nó trên 20 tuổi là được nhé. Thì đơn giản thôi, tính ngược từ 2017 các bạn tính ngược lại sao cho số năm sinh mà các bạn có nó lớn hơn 20 tuổi là được. Mình ở đây thì mình cứ khuyên các bạn là các bạn chọn, các bạn không cần quan tâm đến ngày và tháng, các bạn chỉ cần quan tâm đến năm thôi. Các bạn kéo lên các bạn ấn bừa một năm 19 bao nhiêu đó. Ví dụ mình chọn là 1975 luôn đi, thế nào. Thì khi mà mình chọn như thế này ấy, mình ấn enter ấy, thì cái tuổi của mình khi mà mình vào cái trang web này nó sẽ khoảng rơi vào khoảng tầm đó là tầm bốn mấy 50 tuổi ấy. Cho nên là chắc chắn là vào được. Còn những bạn nào mà cứ để mặc định nhé. Sau đó các bạn để mặc định 2017 hay là cái năm nào đó 2010 mấy này thì chắc chắn là các bạn không vào được. Bởi vì game có một số game nó giới hạn độ tuổi ấy. Các bạn phải trên 20 tuổi hay trên 18 tuổi nó mới cho các bạn vào cơ. Cho nên các bạn lưu ý chỗ này cho mình nhá. Cứ kéo lên và chọn con số thật cao như này, được chưa nào? Sau đó enter chắc chắn là vào được. Rồi, vào rất là dễ dàng đúng không nào? Thì đây chính là cái trang chủ của Call of Duty trong cửa hàng của Steam. Thì các bạn tiếp tục các bạn kéo xuống cho mình nhá. Kéo xuống này. Rồi các bạn để ý đến cái phần đây này. Cái dòng đầu tiên đây này. Reload the Call of Duty của World War 2 được chưa nào? Các bạn thấy sẽ thấy một chữ đó là PC Open Beta here đây. Đây này. Chữ nó màu trắng nó biệt lập với những chữ màu xanh khác đúng không nào? Các bạn click vào chữ đó nhá. Mình click vào đây. Rồi. Đây nó sẽ đưa chúng ta tới cái trang PC Open Beta của Call of Duty World War 2 được chưa nào? Rồi, ở đây các bạn sẽ thấy một cái dòng chữ rất quen thuộc đó là Install Game đúng không nào? Đây này. Nếu bạn nào muốn mua game này thì các bạn có thể mua nó với giá 60 đô. Hoặc là một cái bản full hơn đó là bản 100 đô thế nào, bằng cách đó ấn Add to Cart ở đây. Còn chúng ta thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ chọn cái phần đó là PC Open Beta đúng không nào, cái bản Close Beta của nó, bản chơi thử. Các bạn hãy ấn vào phần Install Game ở đây nhá, click vô. Rồi ở đây nó hiện thêm một cái trang nữa đúng không nào, các bạn ấn vào Click to Install Now. Rồi đến đây thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất là nhiều đúng không nào. Đây chính là cái giao diện download game của Steam rất quen thuộc của chúng ta rồi. Thì ở đây mình sẽ để mặc định đó là nó sẽ create desktop shortcut, nó sẽ tạo một cái icon bên phía ngoài màn hình như là PES 2018 này thế nào. Còn cái phần create start menu shortcut thì nó sẽ tạo một cái shortcut bên dưới phần đây này, bên dưới đây này, tạo một cái icon bên dưới đây này thế nào. Thì mình sẽ không chọn, và các bạn có thể chọn vị trí các bạn muốn lưu cái tựa game này lại bằng cách đó ấn vị trí đây. Thì các bạn có thể chọn là lâu đó tùy các bạn, mình thì mình sẽ để mặc định nó lưu ở cái ổ game của Steam luôn, đó là ổ D ổ game Steam luôn. Rồi mình ấn Next, mình ấn Agree. Rồi bây giờ nó sẽ bắt đầu tiến hành download game cho chúng ta đấy. Nó tạo luôn một cái icon bên phía ngoài màn hình rồi, các bạn có thể thấy đúng không nào. Call of Duty World War 2 PC Open Beta. Đây là bản beta của Call of Duty. Công việc bây giờ chúng ta đơn giản thôi, đó là đợi khi nào game này về đúng không, chúng ta chơi rồi nào. Mình sẽ ấn thử vào đây cho các bạn coi nhá. Thì đúng rồi, cái ổ cứng các bạn phải chuẩn bị khoảng tầm 14GB dung lượng nhé, để có thể download được cái game này về. Và mình sẽ mất khoảng tầm đó là hơn một tiếng đồng hồ để có thể download được cái game này về máy. Và một lưu ý nữa, đó là hôm nay mới chỉ là ngày 28 tháng 9 năm 2017 thôi.
Và cái bản close beta ấy, open beta này muốn chơi được ấy thì nó sẽ phát hành vào sáng ngày 29 tháng 9, được chưa nào? Cho nên là hôm nay các bạn download về thì các bạn cũng không chơi được, ngày mai mới chơi được chưa nào? Các bạn nhớ điều đó nhá. Nhưng mà hôm nay thì mình vẫn sẽ làm cái video này để cho các bạn download về, download sẵn về ấy. Sau đó ngày mai thì các bạn sẽ có thể chiến được luôn, không cần phải download nữa, được chưa nào? Chính vì là nó không có game cho nên là mình cũng không biết làm cách nào để có thể cho các bạn coi qua một chút về gameplay, về đồ họa, về lối chơi của nó như thế nào. Nên là bây giờ mình sẽ bật cho các bạn coi cái phần đó là trailer của nó nhá. Các bạn coi thử và coi tạm nhá. Đây này. Đây là trailer của Call of Duty World War 2. Ui giời ơi, anh nhìn đầy đủ. Sao mà lờ. Đây, như các bạn có thể thấy đó là ngày 29 thì game nó mới về. Nhưng mà chúng ta có thể download được từ hôm nay luôn rồi. Cho nên các bạn cứ download về rồi mai chiến luôn nhá. Cho nó nóng sốt. Được chưa nào? Các bạn có thể yên tâm về chất lượng của game. Game này được rất nhiều các trang mạng cũng là các cái trang báo chuyên về game đó, đánh giá cực kỳ cao luôn. Cho thang điểm cực kỳ thấp, cực kỳ lớn luôn. Xin lỗi các bạn, mình nói nhầm là thấp. Rất nhiều các trang game lớn trên thế giới đã đánh giá đây là phiên bản tuyệt vời nhất của Call of Duty sau cái thành công rực rỡ của Modern Warfare. Chiến tranh hiện đại. Một phiên bản đầy máu lửa, đầy tính hành động, cũng như là lối chơi cực kỳ máu me và tuyệt vời. Đó, chúng ta sẽ được quay trở lại với cả Thế chiến thứ hai trong phiên bản World War 2 này. Hình ảnh rất chân thật, sống động, các bạn có thể yên tâm về điều đó. Bởi vì càng ngày thì hình ảnh nó càng lên thôi, chứ không chuyện nó hình ảnh càng ngày game nó lại càng xấu đi được. Đó là điều phi lý, đúng không? Call of Duty World War 2, Activision chính là hãng đã sản xuất ra cái tựa game này. Thì nói chung là cũng chỉ đến thế thôi. Video này mục đích của mình cũng chỉ là hướng dẫn các bạn chơi, hướng dẫn các bạn download sẵn cái game này về thôi. Hy vọng là các bạn sẽ download thêm thành công và ngày mai thì các bạn sẽ chơi game vui vẻ. Cũng có lẽ cũng đã xong rồi. Thì chung có lẽ là mình cũng cái video là mình cũng sẽ kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé. À, mà nói qua một chút đó là nếu mà cái bản game PC Open Beta này ra rồi ấy, thì có lẽ cũng sẽ rất nhanh thôi. Đó là cái bản game chính thức của nó cũng sẽ ra. Các bạn có thể mua sẵn ở đây hoặc là khi nào có thì các bạn mua cũng được. Còn không ấy thì nếu các bạn mà không có điều kiện ấy thì các bạn hãy cùng với cả mình PC Crack Gaming, chúng ta sẽ cùng nhau đợi bản crack của Call of Duty World War 2. Nếu mà có crack ấy thì mình ngay lập tức sẽ cập nhật cái video hướng dẫn các bạn download cũng như là cài đặt game crack ra để chơi cái game này. Nhưng mà bản crack bao giờ ra thì có lẽ là mình cũng không biết rõ được, cho nên là các bạn hãy cập nhật cái channel PC Crack Gaming của mình cũng như là like cái fanpage Facebook ở PC Crack Gaming để các bạn có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất về bản crack của game này nhé. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn.